Chương trình giờ dạy ảo với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa do Đinh Quang Thái phụ trách trân trọng kính chào quý khán giả. Thưa quý vị, trong chương trình tuần trước thì ông Nguyễn Xuân Nghĩa có đề cập là tuần này ông sẽ nói về một nhân vật năm mùi trong lịch sử Việt Nam, đó là cụ Trần Trọng Kim. Việc thứ hai là sự ra đời của nền đệ nhất Cộng Hòa cũng vào năm mùi, và một năm mùi sau đó thì nền đệ nhị Cộng Hòa ra đời. Trước khi nói chuyện về cụ Trần Trọng Kim thì thưa ông Nghĩa, ông đọc cuốn Đèn Cù 2 của ông Trần Đính, ông có để ý rằng cái phần gần như cái chương chót đó, ông Trần Đính đã dành ra hẳn một gần như một cái chương để ca ngợi về nhân cách, tài năng, đức độ cũng như cái sự đóng góp của cụ Trần Trọng Kim đối với cái lịch sử cận đại. Thành ra chúng tôi thấy rằng một người đã từng là đảng viên Cộng sản, đã từng đi rất kề cận với Hồ Chí Minh và những nhân vật lãnh đạo khác của Đảng Cộng sản, mà khi viết sách dành một cái sự kính trọng đến như thế với cụ Trần Trọng Kim thì đây rõ ràng là một nhân vật kiệt xuất, và một nhân vật kiệt xuất của một năm mùi trong lịch sử Việt Nam. Tôi nghĩ rằng là anh Thái nhắc đến cuốn Đèn Cù, cái tập 2 của ông Trần Đính đó, đó thì cái đó hình như là chương áp chót lúc mà ông nhắc đến chuyện đó, và ông cũng có nói, ông có nhắc đến kỳ trước trong một lần giải ảo đó thì chúng ta có nói đến cái chuyện mà thực sự ra là cái gọi là đảo chính, nội các Trần Trọng Kim vân vân đó, đó thì cái đám lãnh đạo ở Tân Trào đó cũng chưa biết trời chăng gì cả. Và lúc đó nó đáng nhẽ là quân Nhật vẫn còn quân đội ở đó, thì họ dù rằng là có bị Mỹ đánh cho bại trận đó, đó họ cũng vẫn thừa sức. Họ nói Việt Minh lúc có 5.000 người, bập tay một cái lần xong là ok. Thì chính đề nghị với cụ Trần Trọng Kim cái điều đó, cụ lại từ chối, cụ không muốn rằng là người Việt mượn người ngoại quốc giết người Việt. Thành ra lúc ông Trần Định ông nhắc đến chuyện đó thì ông mới bảo rằng là ông có kết luận rằng là Hồ Chí Minh đó là thất bại trong cái việc gọi là lập đảng, và thất bại trong việc đối với đất nước. Và cái cuộc đảo chính gọi là cách mạng tháng 8 đó là một cái chuyện láo khoét. Thành ra tôi nghĩ rằng là khi chúng ta nói đến chuyện giải ảo thì chúng ta phải nhắc đến cái việc đó, và mới nhìn trở lại một cái nhân vật gọi là xuất hiện chớp nhoáng không thôi. Tại vì nội các Trần Trọng Kim nếu mà tôi đếm không nhầm nó tồn tại có 128 ngày à. Mà đã là một cái bước quan trọng vô cùng đối với đất nước chúng ta, tại vì đã lại giải quyết được khá nhiều vấn đề cho đất nước lúc đó. Sau đó thì đến khi mà Việt Minh cướp chính quyền đó, thì đưa đất nước chúng ta vào một cái khúc quanh khác. Và cái đó từ 45 nó mới giải thích ra cái hiện tượng 1975. Mà nếu mà chúng ta không có đọc lại và con em của chúng ta không nhìn lại cái giai đoạn lịch sử đó thì đối với lại tương lai đó rất là khó khăn. Và là đối với lại quá khứ đó là không có đánh giá đúng công lao của một cái người học giả, đức độ, tài năng rất là đàng hoàng là cụ Trần Trọng Kim. Thưa quý vị, có một người từng nói là người nào mà có trí nhớ kém về quá khứ đó thì chắc chắn sẽ học những bài học đau lắm trong tương lai. Thưa ông Nghĩa, cái thế hệ trẻ của Việt Nam, nhất là thế hệ sinh trước năm 1975 mà lớn lên ở miền Nam đó, thì ngoài cái việc mà được học bộ sử của Trần Trọng Kim ra đó thì gần như là ai cũng đọc cái cuốn là Một cơn gió bụi của cụ Kim. Về phương diện văn học thì ông thấy rằng cụ Kim để lại những cái di sản nào cho cái thế hệ sau? Tôi nghĩ rằng là hồi nãy lúc mới vào đầu chương trình đó thì ông Thái có nhắc đến cái bộ Việt Nam Sử Lược của cụ Trần Trọng Kim là một bộ sách sử viết cho cấp trung học thôi. Mà cho đến giờ này đó, tôi xin lỗi những người bạn sử gia của chúng ta ở đây đó, thì vẫn là một cái cuốn sử đó là có giá trị và được nhiều người tham khảo nhất, dù rằng là cụ chấm dứt cái đó vào cái quãng 1945 thôi, chứ cụ không có nói trước tiến về sau này cái giai đoạn mà gọi là cận đại hơn. Ngoài ra đó là nhiều lĩnh vực khác đều có cái sự đóng góp của cụ, cái viết về nho giáo chẳng hạn, hoặc là cái bản dịch truyện Kiều mà gọi là phổ biến nhất mà chúng ta đọc được ngày hôm nay đó là cụ dịch cùng với lại cụ Bùi Kỳ. Và cụ là người lấy bà chị của cụ Bùi Kỳ, và trong gia đình đó, và trong tinh thần đó thì tức là ông là vai chú của ông đại sứ Bùi Diễm của chúng ta ở đây. Và cái người mà gọi là coi đại sứ Bùi Diễm, cụ Kim sinh 1883, ông Bùi Diễm sinh 1923 nếu mà tôi nhớ không lầm, tức là một cái thế hệ về sau, nhưng mà coi như là con cháu trong nhà. Và vì vậy đó nó cũng có những cái điều mà
ông Diễm ông biết, nhưng mà tại vì ông cũng không, mình cũng không muốn rằng là bắt ông phải nhắc lên chuyện đó, nhưng mà tôi chỉ đề nghị rằng là chúng ta phải cố gắng tìm đọc, và nếu có thể đó, phải xuất bản lại cái cuốn Một Cơn Gió Bụi, là sau khi xong cái chuyện bị đảo chính các thứ rồi cũng đi khắp nơi tất cả, qua Nam Vang đi vào Sài Gòn, xong rồi qua Singapore chẳng hạn, thì cũng viết cái cuốn hồi ký. Nó không có dày lắm đâu, nhưng mà trong đó đầy những cái chi tiết mà cụ viết rất là trịnh phương, đàng hoàng, sòng phẳng. Thì tôi, tại vì mình nói đến Năm Mùi, thì tôi xin phép được đọc ngay trong cái chương 1 của cái cuốn đó. Cụ viết như thế này này: Năm Quý Mùi, năm 1943, làm năm trăng mờ gió thảm, tiếng chiến tranh inh ỏi khắp hoàn cầu. Toàn xứ Đông Dương bị quân Nhật Bản tràn vào, họa chiến tranh mỗi ngày một lan rộng, dân Việt Nam bị đói kém, đau khổ đủ mọi đường, lại căm tức về nỗi nước nhà suy nhược, phải bị đè nén dưới cái cuộc bảo hộ trong 6-70 năm. Cho nên ai cũng muốn nhân cơ hội ấy mà gây lại nền độc lập mong mỏi đã từ lâu. Đó là cụ viết tình hình của năm Quý Mùi. Bây giờ chúng ta là năm Ất Mùi. Năm cụ, lúc cụ viết đó là năm Quý Mùi 1943. Cái dẫn đầu vào cái cuốn gọi là Một Cơn Gió Bụi đó, nó tả cái cảnh đau thương của đất nước chúng ta như vậy. Mà trong lúc mà nó, cụ đã chửi nước Nhật nó như vậy, trong cả cái đó cụ phê phán nước Pháp giảo hoạt nó ra làm sao, đồng ý là nhận độc lập xong rồi vẫn còn kỳ kèo này thế kia, và cụ phải đấu tranh như thế nào đó, đặng để lúc cái nội các có 128 ngày không thôi, mà cụ đòi nhất định bằng được nước Nhật phải trao trả miền Nam. Thì trước chúng ta nói đến cái hiệp ước Hắc Măng, tức là Quý Mùi 1883, chia đất nước chúng ta làm 3 phần. Thì miền Nam đó là thuộc địa, tức là Nam Bộ là thuộc địa, là lãnh thổ của Pháp, và người sinh ra ở chỗ đó là người Pháp. Còn lại đó là miền Trung, là thuộc chế độ bảo hộ của gọi là nước An Nam cũ, và miền Bắc là cũng thuộc chế độ bảo hộ, quy chế nó hơi khác một chút. Thì cụ Trần Trọng Kim lúc đó năm 1945 đòi dân Nhật đó là phải trả lại miền Nam, tức là Nam Bộ cho nước Nam, tức là muốn đất nước Việt Nam thống nhất. Thì người Nhật lúc đó bảo rằng là nhưng mà vẫn còn có những cái chuyện tranh chấp về lãnh thổ với lại Cao Nguyên. Thì cụ bảo không, cái chuyện đó là đất nước chúng tôi độc lập sẽ thảo luận với Cao Nguyên sau. Nhưng mà các ông nguyên tắc ra đó là khi mà trao trả độc lập cho Việt Nam nó đã phải công nhận đó là một cái lãnh thổ thống nhất. Mà tôi cho cái đó là cái điều nó rất quan trọng. Và cái đó là cái công lao của cụ Trần Trọng Kim. Đấy là một cái trường hợp, và còn nhiều trường hợp khác nữa. Tôi nghĩ rằng là chúng ta nên tìm lại cái cuốn Một Cơn Gió Bụi. Nhớ tới một cái chữ mà cụ Trần Trọng Kim sử dụng, tôi không tìm thấy trong sách, nhưng mà một cái người thuộc thế hệ trẻ hơn cụ Trần Trọng Kim một chút là bác sĩ Nguyễn Tiến Hỷ, tức là một trong những người lãnh đạo của Đại biểu Quốc dân Đảng. Cũng vào một cái năm tháng gần ngày Tết ở trong trại giam T30 Chí Hòa, thì tôi được cụ Hỷ dạy một điều thế này. Cụ Hỷ nói về cụ Trần Trọng Kim say sưa lắm, và cụ bảo là tôi đố anh, người Việt Nam mình hay dịch cái chữ Singapore là Tân Gia Ba, nhưng mà cụ Trần Trọng Kim dùng chữ gì? Cái nước Singapore hồi đó đấy, cụ Trần Trọng Kim bảo là nước Chiêu Dương. Đã làm chiêu một cái chữ hoàn toàn lạ mà tôi không được học ở đâu hết. Tức là trong ngay trong cái cuốn hồi ký của cụ đó, Một Cơn Gió Bụi đó, lúc đó cái tên đó là Chiêu Nam. Chiêu Nam. Tức là lúc mà cụ phải, chúng ta phải tưởng tượng ra ngày hôm nay đó là chúng ta muốn đi ra Bắc vào Nam vân vân gì, chúng ta có máy bay, chứ thời đó là vất vả lắm. Như cụ đi từ đó qua bên Hồng Kông gặp Bảo Đại, xong rồi đi lên Trùng Khánh, rồi vân vân nhiều chuyện nó rắc rối, là mà đi ra khổ sở, mà lúc bây giờ là vợ con đó là cũng còn làm sao mà có cái lợi tức được. Nhao nhóc đói khổ vô cùng, mà đến khi mà phải thương thuyết, tức là ông Bảo Đại đó là mới đầu là có ý là mời ông Ngô Đình Diệm làm thủ tướng, nhưng mà về sau không hiểu làm sao đó là cái lời mời đó có đến hay không đến cũng không biết, hay là người Nhật không đồng ý, hay là không đồng ý, thế thì cụ cũng bảo cụ cũng không rõ chuyện đó. Thì sau đó mới mời cụ Trần Trọng Kim. Thì cụ Trần Trọng Kim nói là tôi là một cái người gọi là thầy giáo thôi, tôi không biết về chính trị, nhưng mà vẫn ông Bảo Đại vẫn khẩn khoản mời ông, và cụ ngồi nói chuyện với lại những cái giới chức và cố vấn của Nhật, tức là lãnh đạo Nhật ở lúc đó, và cụ đòi từng điểm một ở trong đó, và đòi rất là kỹ càng. Sau này những cái người viết sử của Hà Nội đó là nói rằng là cụ là cái người mà gọi là có lòng tốt nhưng mà thiếu ý thức chính trị vân vân, đều là một cái lũ dốt nát và xuyên tạc.
chúng ta phải đọc lại cái cuốn đó. Và chúng ta phải đọc lại là từ cái cuốn Một Cơn Gió Bụi, cụ viết xong năm 1949 và cụ đánh giá người Cộng sản chính xác vô cùng. Mà đến bây giờ đó nhiều người vẫn còn không hiểu hết được, đọc lại Trần Trọng Kim. Thưa ông Nghĩa, bây giờ chúng ta chọn hai cái nền Cộng hòa đều được ra đời trong năm Mùi cả. Thì những điều gì mà ông nghĩ rằng cần phải nhắc đến? Tôi nghĩ rằng là nó có một chuyện chi tiết. Cái người thủ tướng đầu tiên của nước Việt Nam độc lập đó, của gọi là Đế quốc An Nam đó, đó là cụ Trần Trọng Kim. Và cái người thủ tướng sau cùng của cái Đế quốc An Nam đó là cho Hoàng đế Bảo Đại đó là ông Ngô Đình Diệm. Tức là ông được mời về làm thủ tướng năm 1954. Và sau đó ông là ông tổng thống đầu tiên của nền đệ nhất Cộng hòa. Thì kỳ trước mà lúc mà tôi nói, tuần trước lúc tôi nói đến Kissinger nói chuyện này chuyện kia đó, đó thì tôi nghĩ trong năm tới, tức là năm nay này, quý vị sẽ đọc, đi tìm đọc một cái cuốn của một cái người nhà báo được giải Pulitzer. Ông nói rằng là chính sách lừa bịp, Politics of Deception, John Kennedy và những chuyện gì xảy ra tại Việt Nam, Cuba. Ông nói, ông khui ra những chuyện đó. Thì chúng ta vẫn cứ, người thì ủng hộ ông Diệm, người thì chống ông Diệm, vân vân đó đó. Và đều nghe thấy nói rằng là Kennedy rất tiếc là tại sao mà ông Diệm lại bị ám sát chết. Thực sự ra ông Patrick Sloan, tôi có gặp ông rồi. Thế và trong tháng tới thì cuốn sách nó sẽ xuất hiện đó đó. Thì ông chứng minh với bằng chứng được giải mật rõ ràng đó là Kennedy là người trực tiếp điều khiển cái chuyện đó, chứ không phải rằng là ngẫu nhiên là cái thằng John Hinman nó làm nhân viên của Avram Harriman, là cái người mà ghét ông Diệm với ông Nhu từ cái vụ gọi là hai ông chống lại cái chuyện gọi là trung lập hóa nước Lào vân vân đó đó. Chuyện đó đó là Kennedy đó, là gian manh đổ tội cho thuộc cấp. Chứ còn thực sự Kennedy có dính đến chuyện đó. Và chúng ta đọc chuyện thời sự sắp tới là xem nước Mỹ và Barack Obama đang nói chuyện thương thuyết với lại Cuba nó ra làm sao đó đó. Thì ông này cũng khui ra những cái bí ẩn trong cái chuyện khủng hoảng của nước Mỹ với lại Cuba lúc đó. Và chính là tại vì thất bại tại Cuba đó, Kennedy mới nháo nhào nhảy vào Việt Nam và mới gây ra những cái thảm họa về sau này. Thì đấy là cái trường hợp mà nói chuyện đó đặng để phải nhìn lại rằng là với tất cả những cái giới hạn của chính quyền của ông Ngô Đình Diệm lúc đó so với bây giờ đó, đó chúng ta thấy nó có khác nhau. Chính quyền ông Diệm đó đã bị mà mang tiếng là gia đình trị tham nhũng vân vân cái gì đó đó, thực sự ra đó không thấm vào đâu so với lại cái chế độ bây giờ, và không thấm vào đâu so với lại cái chế độ từ 45 cho đến 75 ngoài Bắc. Và sau cùng còn lại đó là chúng ta nói đến cái nền đệ nhị Cộng hòa. Tức là sau khi ông Diệm mất đó, đó là chúng ta đã có 3-4 năm hỗn loạn lên tất cả. Thì sau đó đó là mới có được một cái nền Cộng hòa. Thì bao nhiêu những cái giới hạn, những cái dở, cái tầm nhìn vân vân gì đó của chính quyền thời đó là của ông Thiệu chẳng hạn đó đó. Nhiều nếu mà mình nhìn, mình nghĩ lại, tôi không có bênh ông Thiệu. Nhưng mà gặp những cái hoàn cảnh đó, ông được chia cho một cái tụ bài đánh đó là chỉ có thua thôi. Mà ông cũng cố không cầm cự được chuyện đó. Mà so với đến bây giờ đó đó thì tức là họ nguyên cả một cái cỗ bài đó họ đưa cho Trung Quốc hết để họ khỏi phải đánh gì cả. Thì cái đó nó là một cái mà mình khác biệt. Thưa quý khán giả, Tết Ất Mùi đang lấp ló ở thềm nhà của mỗi gia đình Việt Nam tại quê nhà chúng ta, cũng như là người Việt sống tha hương tại hải ngoại. Chắc có lẽ là năm tới chúng ta sẽ nói nhiều về những biến cố lịch sử của năm Ất Mùi, những nhân vật lịch sử của năm Mùi. Và đặc biệt là nhờ ông Nguyễn Xuân Nghĩa tìm cách giải ảo dùng cho một câu hỏi: tại sao cứ năm Mùi thường thường lại xảy ra những biến cố quan trọng như vậy? Thì về phương diện tâm linh ra sao, về phương diện phong thủy ra sao, về phương diện địa lý vân vân, thì đó là cái đề nghị của tôi. Và hôm nay thì chúng ta hết giờ, thành ra xin chào tạm biệt ông Nguyễn Xuân Nghĩa và chào tạm biệt quý khán giả. Hẹn gặp lại trong chương trình tuần tới. Nhật báo Người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh.
Phóng viên và thông tín viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề, theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo Người Việt và Người Việt Online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vặt phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.